đây là sự phân thanh của thư viện Đức Cơ tỉnh Gia Lai. Vào ngày 3 tháng 6 tới đây, tại thư viện huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai sẽ diễn ra sự kiện Internet với thanh niên. Tham gia sự kiện Internet với thanh niên, các bạn thanh niên và học sinh sẽ có cơ hội được trải nghiệm những ứng dụng thực tế trên máy tính và Internet. Để hiểu rõ hơn, máy tính và Internet có thể mang lại những điều bổ ích và những thứ như thế nào cho cuộc sống của các bạn. Thank you.